anh. Con mía và con gà giống như ở trên chỗ ngoài viên mình đó. Cây mía thì nói về cái đặc trưng rau của cha mẹ bốn bò và chín mía rau. Dạ. Cây mía đó thì nó có một cây một thôi. Nó cũng gà chứ. Nhưng mà nó có một cây mía một, nhưng mà mình trồng mà nữa đó là nó mọc lên là một sinh quanh cái mía là coi như là mình vật với nhau không chơi rồi. Dạ. Cho là cha mẹ là nuôi con đùm bọc là ốm như cây mía lao đó, và rễ của nó là cái sự đùm bọc tu tổ ra đùm bọc đó. Công lao đó, công lao này cha mẹ ốm mòn những cái mía lao công lao mình khổ. Dạ con cảm ơn ông nha. Để nó là con gà đấy cúng để mà cái hồn đó, cái hồn đó khỏi bây giờ hổn đó thì nó chôn xuống rồi, cái thỉnh vong về rồi có cái hồn đâu dưới mà kêu. Dẫn cái hồn này ra, nó đi trong linh của mình, bên tôi kia bằng là chân chung ấm đó, dẫn cái hồn ra chỗ mình ngộ đó, mình giải thích cho cái hồn đó, cái hồn người nó còn chấp là cái xác của mình. Bây giờ mình xin kính chào quý cô chú anh chị ha. À, thì hiện tại giờ Diễm Linh đang có mặt tại nhà của anh Tư. Quý cô chú anh chị hôm nay là mở cửa mã ha. Thắp nén hương đi. Một năm mộ mà hai con tài đó cô chú. Hôm nay là hai anh em Duy Minh nhớ là anh yêu sẽ đi mở cửa mã quý cô chú anh chị và sẽ sau đó về làm danh sách để phát quà cho bà con cô bác ở đây ha. Cái đó có danh sách phát quà mình tính sau nữa, bây giờ tiến vào mở cửa mã đi. Chủ yếu là giờ mình làm này trước. Bây giờ anh đi ra trước đi để thắp cái hương đấy. Mồi. Đi luôn hả? Dạ đi luôn vậy. Ôi dây điện nó lòng thòng quá vậy. Tụi em là đi là phải giúp mà phải cho tới cùng. Ừ. À, chứ không có lưỡng dạ, ương. Giúp cho nó đi. Dạ, bọn mẹ con ừ. Đây là chị Trời ơi, chị đó ở sớm hả? Ở sớm luôn. Rồi kiếm vậy ra luôn ha. Léo nha. Ồ những cái cầu là hai anh em đi tay thì xách dép, một tay thì quay, không có đường nào mà dính luôn đó. Có cái cầu nào quý chị trên 2 mét ở dưới. Đó, ở đây nhìn cái cầu nè. À, bên trong là chị Út ha quý cô chú anh chị. Út là vợ của anh Tươi. Ở đây bà con cô bác thấy mấy cái con gì nó bò lòng nhòng lên kìa quý cô chú anh chị. Nó quá trời luôn anh ơi. Kìa đằng kia kìa. Cá thòi lòi. Cá thòi lòi. Ồ quá, cái này mình ăn được mà. Cá thòi lòi ăn được hả? Được, ăn nghe nói ăn ngon lắm á. Cá thòi lòi đó, cá thòi lòi đó. Cá thòi lòi quá tràn luôn quý cô chú anh chị. Cá thòi lòi đó, em để. Ở đây. Ok. Mình xuống chỗ nào? Quá trời luôn quý cô chú anh chị ơi. À, con xuống được nữa không? Cao dữ ta. Đó, đây là ông sư ha. Đây là sư ha. Rất nóng rồi ạ.
đó. Đây anh cầm giùm em xuống đó xong cái anh rồi, chị xuống em rồi, rồi. Cầm cho anh lội xuống rồi em xuống đi. Đi đi cẩn thận nha mọi người chứ nó khó đi lắm đó. À dạ cô chú ơi, trước cái sự khó khăn của những gia đình ở đây nè, em quyết định lát em sẽ ra mua gạo rồi em sẽ về em ít thôi cô chú, mấy chục phần này để em chia sẻ với những bà con ở nơi này. Ở đây là không có trồng lúa nha cô chú, ở đây là một con gà đó kìa anh. Ừ, mất bán gà. Ở đây thì nó còn khó khăn cô chú, không có trồng lúa, mình phải hỗ trợ gạo cho bà con. Rồi mấy ơi, anh xuống này cái rồi cầm đi. Đưa cái này đã. Này, đó cô chú cực lắm ấy, mình phải chuyền về nha con cầu thang nè. À. Cái nữa. Cầm không cầu thang. Cầm gì mà cầm xuống luôn đây. Quay cảnh anh xuống này mình. Đây nè, ngon gì nè. Đó quý cô chú anh chị. Bây giờ mấy anh em mình sáng đúng ra là mấy anh em mình lên danh sách để giúp những bà con nghèo ở đây đó, rồi bây giờ đụng cái là phải đi ngang luôn á. Tháo dây đi con trai. Ok, từ anh xuống cho nó. Rồi mình ngồi trên đây đi ha. Đó, đi xuống kia xa lắm nha cô chú. À, mình dọn sao đi anh ơi. Ở trên đó ngồi. Ghế nè. Ghế hả? Ghế ngon nè. Mình lấy cái dùng đi cho nó nè. Bây giờ nó che cái đi hư để nó bị bay. Đó, đó. Đó, quý vị. Bây giờ là hai anh em mình, anh Neil với là Duy Minh sẽ đến cái nơi mà một nấm mồ mà hai quan tài của là anh Tư và em Nhí ha quý cô chú anh chị. Thì đây là hình ảnh của là cháu gái là con của anh Tư ha, anh Tư còn gọi là anh tên Hèn quý cô chú anh chị. Nghe nói người dân ở đây là ảnh rất là hèn. Rồi, được rồi. 1, 2, 3. Rồi, ngồi nói trong ha. Rồi, nói trong tí xíu anh ơi. Nói trong tí xíu. Đó, xuất phát quý cô chú anh chị. Ở đây là phải nói là một cái câu chuyện rất là thương tâm. Ba người mò phế liệu và hào lặn hào đục hào thì gặp phải mình ha quý cô chú anh chị. Thì cái câu chuyện nó hy hữu quý cô chú anh chị. Thì nghe nói gia đình như là bà con cô bác kể lại thì sau một buổi sáng uống cà phê thì ba không, trong giấy là tên Tư, ở ngoài là tên Hiền. Trên 20 phần quà đó quý cô chú anh chị. Thì sau khi mấy anh em mình đi mở cô mã và đến mộ và nắm mộ hai quan tài, hôm qua thì vừa mở bật quan tài ra để là bỏ cái phần còn lại, cơ thể còn lại đó là nửa mặt trên với là một cái tìm được thì không mở rồi. Ở bên đây là sông rất là lớn ha chị chị. Lên đó thì mình sẽ quay cảnh cảnh cho bà con cô bác xem được ha. Một tấm mồ và hai quan tài nó là rất là lạ luôn, bà con nghe tới là hơi lạ ha quý chị. Chúng ta là một quan tài mà ủa hai quan tài mà ba người
mau đám mộ đó, nhưng mà do kiếm được một phần một cái thi thể của em 16 tuổi là em yếu, cho nên là phải tách chiên ra thiêu như chương trình. Hai anh em mình đến đây rồi, đến đó để mở cuộc mã. Và ba người ở đây á, là người lớn nhất là anh Tư, là gia đình này là quý vị chính trị. Và cái người kế tiếp đó là hai anh em rể. Hai anh em rể đó là em Ý, với anh Tư là hai anh em rể nha. Còn còn em Ý là cháu cha mẹ thì ba thì mất, còn mẹ thì theo chồng bỏ ra đi đâu rồi quý vị, bỏ từ lúc mà em mới có lọt lòng. Mong bà con cô bác ai yêu thương gia đình nói về cái gì thì họ cũng tạo quý vị như vậy. Diêm Anh sẽ là một người kết nối yêu thương và giúp đỡ ba hoàn cảnh khó khăn như thế này ha. Thì thôi video đến đây thì mình cũng xin kết thúc để là tiếp tục lên trên mộ trên mộ của mã thì cái nghi thức như thế nào thì thì mình sẽ quay cho bà con cô bác xem ha. Chú chút xíu mình lên chảnh mình là cúng kiến sao chú có thể là chia sẻ tí xíu được không chú? Cái này bây giờ ở cái phong tục á thì tập quán của cái tục bộ địa phương nó khác nhau. Dạ. Chú là chết cả ba ngày là bắn cái mã đó đi bằng khai bộ bộ. Còn dạ. Cái dùng khác đó thì có như ba ngày là cái bằng là tam ngu á là ta dù để nhà ba bốn ngày nó vẫn bắn cái mã. Dạ. Rồi, dùng cái này đó thì vô xuống mòn thứ nhất là nhà thứ nhất đó, hôm nay là ba ngày đã ngày khai môn một, tức là ba ngày mở cửa mã đó. Hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ ba, ngày ba đứng nhà mình chôn, đứng nhà mình chôn. Đây là tập quán theo đại đại phương chứ nó không có cái giống chỗ nào hết. Bốn phòng tập quán thôi. Mình cái đạo Phật cái không có cái không có nghi thức lên cửa mã. Dạ. Đó. Đạo Phật du nhập vô ở đây là mình phải là hòa đồng. Là vừa có hiếu nghĩa, cái này là hiếu nghĩa. Alo, nhận được rồi nha. Ta đang quay. Alo. Ok. Còn cảm ơn chú nghe, vậy chút xíu nữa là mình lên trên mình sẽ làm những cái như thế nào. Sao đó? Con mía và con gà giống như ở trên chỗ ngoài viên mình á. Cái mía thì nói về cái là công lao của cha mẹ bố mòi về cái mía lao. Dạ. Còn cái mía đó thì nó có một cây một thôi. Có con gà chứ. Nhưng mà nó có một cây mía một, nhưng mà mình trồng mà nữa đó là nó mọc lên là một sinh quanh cái mía là cái gì là mình bọc với nhau không chơi rồi. Dạ. Biểu hiện cho là cha mẹ là nuôi con đùm bọc là ốm như cây bí lao đó, và gãy cái gãy của nó là cái sự đùm bọc tu tổ ra đùm bọc đó, cái công lao đó, công lao rồi cha mẹ ốm mòn những cái bí lao công lao tu tổ. Dạ con cảm ơn ông nha. Để nó là con gà đi cúng để mà cái hồn đó, cái hồn đó khỏi bây giờ hồi hổm đó thì tôi chôn xuống rồi, tôi thỉnh vong về rồi, còn cái hồn đâu biết mà kêu. Dạ.
hồn này á, nó đi trong lên cái bình bánh cơm cái bằng là chống ấm á, giảm cái hồn ra chỗ mình ngộ đó, mình giảm hết cho cái hồn đó, cái hồn người nó còn chấp là cái xác của mình, bây giờ không còn xác nữa, bây giờ đất cứ cho lửa chảy rồi, cái lửa đó. Ý nghĩa là bên đây vậy, nhưng mà cái này là cái chỗ cái bản là gì, đặt quán cái bộ thì nó khác nhau chứ không có giống. Cảm ơn chú nha, chút xíu nữa là mời bà con cô bác lên trên đó để là làm cái nghi thức như thế nào thì sẽ cho cô bác biết nha. Vì mình dừng clip ở đây ha quý chú chị. Cảm ơn bà con cô bác đã xem hết video. Bà con cô bác đừng quên nhấn like cũng như là chia sẻ nếu mà thấy video ý nghĩa ha bà con.